Thế giới hoàn mỹ tập 295, truy đuổi thiên thần. Hơn 10 vạn người, không biết đâu là điểm cuối. Lúc này, ám giới chính là cảnh tượng như thế này, hơn nữa chắc chắn phải hơn 10 vạn người, tất cả đều đứng ở trong không trung nơi xa quan sát. Bởi vì, chuyện lần này quá lớn, mấy đại thiên thần bất chấp tất cả để giết cho bằng được hoang. Giờ họa lớn cỡ đó mà cũng không có chết à, trong đám đông, thỏ nhỏ nắm chặt nắm đấm rồi cười hi hi không thôi. Đà thần thạch thì trốn ở bên cạnh một ngọn núi, nói, tên khốn này điên rồi à, vậy mà còn chỉ trỏ thiên thần, hắn còn thủ đoạn gì nữa sao? Thành y, Tào Vũ Sinh, Trường Cung Diễn đều đã tới thế nhưng cũng không hề lộ ra chân thân, ai cũng chăm chú quan sát, bồn chồn không thôi. Không riêng là bọn họ mà ngay cả những người khác cũng như thế, bầu không khí đều là như vậy, rất là ngột ngạt. Hoàng, ta không biết ngươi điên hay là ngu, thì nhưng cho rằng dựa vào một cái hồ này là có thể ngăn cản được bước chân của chúng ta. Thiền thần muốn giết ngươi thì dù có chân tiên mở lời cũng vô dụng. Đê Quân nói. Nếu như chân tiên dáng thế thì chỉ cần một ngón tay đủ diệt các ông rồi. Sai, phải nói là một sợi tóc bay xuống cũng đã đầy nát mới đúng. Thạch Hạo cười gần, vẫn như trước buông lời rượu cợt. Không cần nhiều lời làm gì giết hắn. Đối với một tên không biết trời cao đất dày này thì cũng không cần nói nhiều làm gì, hắn tính là cái gì chứ, Mã Nguyên âm trầm nói. Lão Mã, quả nhiên cái mặt ngựa nhà ông chẳng hề biết xấu hổ là gì, ông quên rằng đã bị ta đánh như thế nào à, cũng quên luôn việc hôm trước bị đánh tới mức đái ra quần, bị đá muội truy sát chạy chối chết hả. Mã Nguyên càng muốn thể hiện vẻ cao cao tại thượng thì Thạch Hạo lại càng chẳng để hắn yên, khiến cho cả người hắn run lấy bầy. Đừng có nói nhảm nữa, giết, hoàng kim cổ tượng động thủ trước tiên. Sau đó thì cổ viên cũng ra tay theo, tiếp là tí hưu phóng vút lên thần mang. Trong lúc nhất thời, mấy đại thiên thần đều di chuyển và xuất ra pháp tắc thiên thần để tiêu diệt thạch hạo. Nhưng, bọn họ rất cẩn thận, sau khi ra tay thì lập tức xé hư không rồi trốn đi xa, vì bọn họ chỉ muốn quấy nhiễu sinh linh trong hồ nước để chúng bạo động cả lên. Thạch hạo biến sắc, đối phương lại dùng thủ đoạn của hắn để đối phó lại chính hắn, sau khi công kích thì đáng người này bỏ chạy. Tuy rằng đám mũi này kiêng kỵ đồ trên người của hắn thế nhưng tất cả đều phát điên, nói không chừng sẽ công kích hắn cũng nên. Pháp tắc thiên thần hạ xuống lập tức hồ nước đen sôi trào. Vô số con mũi bỏ mạng, hồ nước thì lại mịt mù, một nửa bên trên đều bị sấy khô. Thạch hạo nhanh chóng trốn ra xa chứ không dám dừng lại ở trong hồ nước này nữa, nơi đó quá kinh khủng. Ấm. Um. Hồ nước đang bốc hơi kia từ từ ổn định lại, mấy con thiên thần màu vàng lao ra ngoài, đồng thời hai con hỗn độn cổ văn với cặp mắt đỏ bừng đập cánh liên hồi, đánh nát hư không. Hồ nước ổn định lại và không hề bị bốc hơi nữa, mấy con muỗi như nổi điên và không ngừng tìm kiếm địch thủ. Trốn thôi! Những tu sĩ đứng nơi xa xem chiến đều sợ hãi tới trắng bệch mặt mày, tất cả đồng loạt bỏ chạy. Hạch Hạo cũng nhằm về nơi xa thế nhưng vào đúng lúc này mấy đại thiên thần kia lần nữa hiện thân vây chặt bốn phía, giam cầm hư không, ngay lập tức phong tỏa toàn bộ sơn mạch nơi này. Tiểu bối, ngươi cho rằng chúng ta không có cách để đối phó ngươi à, thiên thần đã muốn giết con kiến thì biện pháp nhiều vô số kể, cầu long lạnh giọng nói. Sao không trốn nữa đi, hôm nay bọn ta giết ngươi tựa như giết chết một con sâu vậy, mã nguyên tức giận nói. Dám ăn voi tộc ta à, ngươi là thá gì chứ, hôm nay ta sẽ tra tấn linh hồn của ngươi, hoàng kim cổ tượng tức giận. Đế côn thì ra tay luôn, một luồng xích thần chật tự vụt tới công kích về phía thạch hạo, đồng thời lạnh lẽo cùng với sỉ nhục nói, biết không sợ súng. Thấy tình cảnh này thì mọi người nơi xa đều thở dài, hoàng trẻ tuổi nóng tính, lại vứt bỏ đi mạng sống của mình. Ẩm. Ừ. Tiếng rung dữ dội chuyển tới, bên ngoài cơ thể của thạch hạo hiện lên một trùng sáng rồi bảo vệ hắn ở bên trong. Đó là thần phù bảo vệ, nói lần nữa phát uy chặn đứng luồng công kích về phía thạch hạo. Cổ phù này rất thần bí thế nhưng ta lại muốn xem thử ngươi sử dụng nó tối đa được bao nhiêu lần. Mỗi người chúng ta tấn công một đòn, từ từ luân phiến nhau thì sớm muộn gì cũng sẽ phá nát ó. Lòng tức cười khẩy. Đột nhiên, hỗn độn văn truy sát tới, bên cạnh nó còn có vài con thiên thần khác cùng với vô số trùng, toàn bộ hóa thành mây đen rồi lao vù xuống dưới. Cảnh tượng này vô cùng ghê giận khiến cho toàn bộ thiên thần ở đây đều biến sắc. Bọn họ không nghĩ tới hai con tổ văn này đã mất đi thần trí mà vẫn còn thù dai truy sát tới đây như vậy. Đi! Bọn họ giam cầm lại nơi này rồi sau đó cắt đứt hư không. Tất cả đồng loạt biến mất cùng với thạch hạo đã bị phong tỏa chạy khỏi tiểu thiên thế giới này. Nơi phương xa mọi người đều kinh ngạc, thủ đoạn của thiên thần quả thật là đáng sợ, không cách nào suy đoán ra được bản thân có thể xé rách hư không thì cũng không bàn làm gì thế nhưng khi liên thủ lại thì lại có thể cắt liều một mảnh hư không bao gồm cả núi sông ở trong rồi mang đi nơi khác ầm um. việc khiến bọn họ khiếp sợ hơn chính là hai con hỗn độn cổ văn kia chỉ dựa vào bản năng thế nhưng lại bao vây lấy hư không rồi mang theo vô số con muỗi khác đuổi theo sau rời đi một giới này trời ơi đám muỗi này thù dai kinh khủng lại xảy ra đại sự nữa rồi có chân thần sợ hãi nói tất cả mọi người đều run rẩy và linh cảm được tiên cổ chắc chắn sẽ đại loạn hai con hỗn độn trùng rời khỏi hang ổ của mình để truy sát thiên thần việc này chắc chắn sẽ vô cùng khủng khiếp đi phải đuổi theo để xem tình hình diễn ra như thế nào người điên à không sợ bị đám muỗi đó hút cạn trở thành thây khô à không cần lo lắng đám muỗi này đều chú tâm vào thiên thần chúng ta chỉ đi theo phía sau nếu như có biến thì sẽ trốn ngay một đám người đuổi theo, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thiếu kẻ gan to bằng trời muốn tận mắt chứng kiến một màn này, nên họ sẽ liều lĩnh đi theo. Thiên thần mang theo thạch hạo không ngừng bỏ chạy, vượt qua tới mấy tiểu thiên thế giới khác mà vẫn bị đám mũi kia đuổi sát sau chứ chẳng hề từ bỏ. Việc này khiến cho vài tên thiên thần giật này cả mình, sắc mặt rất khó coi, phiền phức lớn thật rồi, bọn họ không nghĩ tới đám cổ văn này lại khó chơi, lại cứ truy sát không ngừng như vậy. Chẳng lẽ trong nhóm bọn họ sẽ có người chết đi? màu ra tay cổ viên rất táo bạo cho nên xuất thủ đánh về thần phù bảo vệ của thạch hạo về mặt của những người khác cũng biến đổi không thôi cũng đều xuất ra bảo thuật chuẩn bị đánh nát cổ phù này sau đó sẽ cướp lấy thân thể rồi chia thay bỏ chạy những người đuổi theo ở phái sau phát hiện ra đám mũi này chỉ nhằm về phía những vị thiên thần phía trước kia người xem chiến càng ngày càng nhiều gần như nửa tiên cổ này đã bị khuấy động tu sĩ các tộc đều hiện thân ai nấy cũng muốn quan sát cảnh tượng khó tin này Xong, lần này chắc chắn hoang tiêu đời, tai vạ khó tránh, có người thở dài. Như vậy thì làm sao còn trốn được chứ, bị mấy đại thiên thần phong ấn ở trong hư không, chỉ dựa vào thần phù bảo vệ mà nói thì sớm muộn gì cũng sẽ bị công phá. Tại sao lại như vậy, tên khốn này đúng là tên ngu đần mà, không không đẩy bản thân vào tuyệt địa, lần này hơn phân nửa sẽ chết rồi, thỏ nhỏ đờ mặt ra. Này, người đang giả điên đó hả, đà thần thạch trách mắng. Thành y, tào vũ sinh, Tuyết lâm lộ dịch trường cung diễn cũng nhíu mày thạch hạo đã lâm vào tuyệt cảnh cơ bản không hề có đường sống nào cả ngoại giới ba ngàn trâu tu sĩ các giáo đều thấy cảnh này bởi vì thạch hạo không hề sử dụng tiên khí tình thế nghịch chuyển quá nhanh nên khiến mọi người đều kinh ngạc lần này hắn chắc chắn phải chết làm sao có thể lật ngược tình thế đây ha ha trước kia có thể sống thì cứ cho là kỳ tích gặp được vận may lớn đi, nhưng nếu đối diện với thực lực tuyệt đối, hắn chỉ là một tên tiểu tu sĩ thì có thể tạo nên sóng gió gì. Khiêu khích mấy vị thiên thần như vậy thì thuần túy là muốn chết. Có người bàn tán, những người tức giận trước đây đều nở nụ cười thỏa mãn cùng với vẻ chế diễu, lạnh lẽo, tiếp đó là cười ha hà không ngớt. Chuyện chắc rồi, không còn đường sống nào nữa, những người khác cũng đều lắc đầu, đầy vốn là tuyệt cảnh, không có bất cứ con đường sinh cơ nào. Đám minh tộc, thiên quốc, tiên điện, hỏa vân động, thiên nhân tộc đều lộ nét cười tươi như xà được cơn tức giận, nhật thời bọn họ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Nhưng vào đúng lúc này lại xuất hiện một luồng ánh sáng kinh thiên khiến cho mắt của mọi người như bị đâm đau nhói, tâm thần chấn động, ai nấy đều ngây người. Trời ơi, hắn đang làm gì thế? Chẳng lẽ lại muốn nghịch chuyển, lại có đường sống trong chỗ chết hay sao? Hắn là, muốn đi ngược lại trời. Rất nhiều người hét lớn, dù là thiên thần cũng không ngoại lệ, tất cả đều ngây dại. Ba ngàn châu, tu sĩ các giáo đều chấn động ngương ngác nhìn hình ảnh đang được hiển thị ở bên trên cánh hoa tiên đạo kia, đồng thời trên nét mặt của mọi người tràn ngập vẻ khó có thể tin. Đồng thời, rất nhiều người cảm thấy mặt mày nóng rát, tựa như ăn phải một cái bạt tai vang dội. Trong tiên cổ, trong một tiểu thiên thế giới, Thạch Hạo đứng nơi trung tâm, hắn không áp chế bản thân nữa mà bắt đầu vận chuyển thần lực toàn thân, cả người phát sáng rồi bùng phát ra uy thế mạnh nhất của mình. Đồng thời hắn sử dụng bí thuật lôi đế để khơi dậy ánh chớp vô thượng trong nháy mắt, một luồng lôi điện to lớn nối liền từ trời xuống dưới đất, kinh khủng vô biên, khiếp sợ mười phương. đây là thiên kiếp, không phải là lôi điện bình thường, là thần phạt mà trời xanh hạ xuống. nếu là người bình thường lại đi khơi dậy thiên kiếp ở thời đại không có thiên kiếp thì sẽ vô cùng gian nan, thế nhưng thạch hạo lại thu bí thuật lôi đế, nghiên cứu đạo này vô cùng tinh thông nên cũng không mất quá nhiều công sức. Nhưng làm việc đi ngược lại ý trời như vậy, cưỡng ép khơi dậy thiên kiếp thì sẽ vô cùng đáng sợ, chắc chắn sẽ khủng khiếp hơn nhiều so với lôi phạt bình thường hạ xuống. Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu mà đã có lôi điện mạnh mẽ hạ xuống, luồng này xuyên thủng hư không, khắp nơi nát tan, tiếng vang inh ỏi vỡ vụn hư không, chấn cho hai tai của người nghe đều chảy máu, khó mà chịu đựng nổi. Âm thanh quá khủng khiếp, quá đáng sợ ai cũng không nghĩ tới thạch hạo sẽ quyết đoán như vậy lại làm nên một chuyện mà cả tiên cổ đều sợ mấy vị thiên thần kêu thảm thiết trên mặt lộ về sợ hãi vô cùng bởi vì trong cơn thiên phạt đáng sợ kia lại ẩn chứa lượng nguyên rủa nồng đậm tới cực điểm thứ này hạ xuống cùng với anh chớp và nhấn chìm toàn bộ bọn họ thạch hạo độ kiếp bọn họ cũng gặp nạn theo Độ nồng đậm của nguyền rùa này không cách nào tưởng tượng ra được, nó dường như là chất lỏng bao vây rồi ăn mòn vào trong xương cốt của bọn họ, cơ bản không cách nào tránh né được. Nếu như chưa dính phải nguyền rùa lần nữa, chỉ dính lần đầu tiên thì cũng không đến nỗi sẽ bị diệt ngay lập tức. Nhưng mà, mỗi người bọn họ từ lâu đã tới giai đoạn cuối, bị nguyền rùa ăn mòn tới vạn năm, hiện giờ lại bị bao phủ trực diện như vậy nên lập tức nổ tung. Không, 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 mã nguyên sợ hãi hét lớn, hai chân hắn bắt đầu thối rửa, từng mảng huyết nhục rớt ra, chỉ trong chớp mắt đã sắp thành xương khô. Á à, á, à, dừng lại cho ta, hoàng kim cổ tượng hét lớn, mặc dù nó ra dày mỡ lớn, lớp da hoàng kim vô cùng cứng rắn thế nhưng hiện giờ thi ban lại nổi lên khắp người và đồng thời thối giữa. Nó vốn là kẻ có sức phòng ngự kinh người thế nhưng lại gần thạch hạo nhất nên gặp phải nguyền rùa cũng lớn nhất, tức thì sức mạnh nguyền rùa vô cùng kinh khủng chôn vùi. Hoàng kim cổ tượng kêu gào, đầu lâu rách nát, da thịt bong chóc, lúc này đã lộ ra những khúc xương màu trắng hiếu hơn nữa dù là thiên thần cốt của nó cũng đang từ từ mục nát những khúc xương tựa như là gỗ mục không ngừng nứt ra ầm um. một luồng thiên lôi đánh xuống vừa khéo bổ chúng ngay trước ngà của nó một cặp lợi khí trắng như tuyết bị đứt lìa máu đen thối dựa không ngừng chảy ra và rớt từ giữa trời xuống dưới kinh tầm quá đáng tiếc thật thịt voi thiên thần của ta thạch hạo bị đánh tới mức trận tròn mắt thế nhưng vẫn không hề quên thức ăn của mình lúc nói ra câu này liền khiến thân thể của hoàng kim cổ tượng run rẩy vì tức giận đế côn cũng gào thét thân thể nổi đầy thi ban huyết nhục không ngừng bóc ra mấy đại thiên thần đều như thế không ai ngoại lệ đều gặp nạn như nhau ta không cam lòng mà thiên thần gào thét trời ơi là do hoàng làm nơi xa tất cả mọi người đều chấn động không một ai tin vào con mắt của mình Thiên kiếp chỉ xuất hiện ở hơn một kỷ nguyên trước nhưng nay lại hiện ra trong nhân gian này hơn nữa còn mãnh liệt tới mức khiến thần linh cũng phải tê dại cả da đầu ai cũng không nghĩ tới hoang lại quyết đoán dứt khoát như vậy không tiếc dùng sinh mệnh của bản thân để khơi dậy hấp dẫn thiên kiếp tới hỏng chống lại các đại thiên thần ầm uhm. thiền lôi cuồn cuộn luồng sau mạnh hơn luồng trước anh chớp trói mắt mỗi một tia đều to như núi lớn khi bổ xuống dưới liền khiến núi sông nổ nát hư không nổ tung trước tới giờ Tất cả mọi người chưa bao giờ nhìn thấy lôi kiếp nào đáng sợ thế này, như kia thì còn chừa cho người khác con đường sống nữa ư, ừ, hoàn toàn là tuyệt diệt, tiêu diệt sạch sẽ mọi thứ. Cơ bản không hề nhìn thấy chút tia hy vọng nào, tu sĩ ở thần hỏa cảnh viên mãn bình thường thì làm sao đỡ nỗi, dù cho trong lúc này có tiến lên chân thần thì cũng chẳng đáng để ý. Mã Nguyên hết thảm, gương mặt méo mó, trong mắt tràn ngập vẻ tuyệt vọng, vô vàn ánh chớp như kia ép xuống nên đã mang tới nguyện rùa không cách nào tưởng tượng nổi sức mạnh kỳ lạ này tựa như là chất lỏng phủ kín khiến cả người hắn hiện lên màu xám trắng mùi thối rửa nồng nặc lan tràn và tỏa khắp trong hư không da thịt trên người hắn bắt đầu thối rửa từ hai đầu gối trở xuống thì sớm đã biến thành xương trắng máu đen tí tách ghê tầm vô cùng ầm ừ. một luồng chớp to lớn bổ xuống lập tức đầu gối của hắn nổ tung rồi nát bét, cặp xương đùi của hắn bóc ra rồi từ từ tan vỡ hóa thành hư vô trong ánh chớp đó nguyên rủa đánh sâu vào trong thịt máu xương nhiệt xúc, mã nguyên gào lớn rồi nhào thẳng về trước hòng giết chết thạch hạo, bởi vì hắn biết bản thân mình hơn phân nửa đã lâm nguy nên muốn trước khi chết phải diệt cho bằng cái này. Ồm. Ừ. Nhưng mà thạch hạo lại đang ở ngay trung tâm của lôi kiếp, nguyên rùa nơi đó tựa như là ngọn núi lửa đang phun trào ra bốn phương tám hướng. Hắn chỉ vừa mới tới gần thì chớp mắt đã bị một tia sét đánh trúng ngay thiên linh cái, lập tức máu me tung tóe, da đầu bong chóc, làn tóc cháy khét những tia nguyên rủa đều ẩn ở trong ánh chớp, khi tiến vào trong cơ thể hắn tựa như là nước thép đỏ rực được tưới lên băng tuyết, tiếng xèo xèo vang khắp, những tảng thịt bong chóc, xương sọ đen xì, thì ba lan tràn. Mã Nguyên càng kêu gào thảm hơn, tiếp đó nhanh chóng lùi ra xa. Nguyên rùa quá nghiêm trọng, uy hiếp tới tính mạng của thiên thần. Lão già thúi, hiện giờ ông chẳng ổn chút nào cả, chỉ là vừa mới bắt đầu mà chưa chi đã không kiên trì được nữa rồi, thạch hạo chăm chọc, kỳ thật hắn cũng thê thảm không thôi cả người máu me bê bé bét, toàn thân cháy khét, tóc tai bù xù, chịu phải thương tích vô cùng nghiêm trọng. Thiên kiếp lần này đã vượt quá tưởng tượng của hắn, mạnh tới mức khiến người khác tức giận. Dù là ở thời đại có thiên kiếp trước đây thì cũng khó có thể gặp được trên người những tu sĩ ở cảnh giới này. Đây là đang tuyệt diệt, sẽ không chứa bất kỳ con đường sống nào. Lôi kiếp như này vừa hiện thì mang ý nghĩa là tiêu diệt, bóc chết kỳ tài tuyệt thế, lôi vấn đề ép khắp thế gian. Thiên kiếp này rất kỳ lạ màu sắc hơi khiếp người, ban đầu là những tia chớp có màu vàng, màu bạc, màu tím đánh xuống, nhưng tới tia cuối thì lại có màu đỏ ngòm. Ánh điện tựa như là thi thủy tàn phá bừa bãi, đánh nát hư không. Ầm. Ừ. Một tia xếp bổ mạnh xuống, nó tỏa ra năm màu rồi hóa thành năm tia sấm đánh thẳng lên trên đầu của Mã Nguyên, quả đúng với danh xưng ngũ lôi oanh đỉnh. Mã Nguyên hết thảm, bởi vì hắn không cách nào kiểm soát được nguyên rủa nữa nên bắt đầu ăn mòn đỉnh đầu của hắn, thiên linh cái dần dần thối rữa răng rắc. Một tia chớp đỏ ngòm đánh mạnh xuống khiến thiên linh cái của hắn tách lìa, khói xanh bốc lên, huyết dịch tung tóe nhìn mà giận cả người. Phương xa, phàm là những ai thấy cảnh này thì đều sợ hãi, cả người nổi dày da gà, dù gì cũng là thiên thần thế nhưng lại gặp phải đau khổ như vậy. Cảnh tượng này khiến người phát sợ, lạnh buốt cả người, lông tơ đều dựng thẳng. Rút, Mã Nguyên muốn chạy trốn, quả thật hắn rất sợ hãi, lúc này chỉ mới bắt đầu mà đã bị Nguyên rùa ăn mòn tới thảm như vậy những nguyện rùa mà hắn đã áp chế bấy lâu này cũng đang nhanh chóng phát tác. Nhưng mà, việc khiến hắn khó chịu lại phát sinh, hắn không thể rời khỏi được bởi vì hai con hỗn độn cổ văn ở nơi xa đang nổi điên. Chúng nó không phải nổi điên vì ở trong phạm vi thiên kiếp mà phát điên do vị kích thích. tràng vực vô biên ảnh hưởng tới hư không, hai con cổ trùng này đã niêm phong nơi đây lại. Vài tên thiên thần còn lại đã động thủ trước cả mã nguyên, ai nấy cũng muốn chạy trốn rời khỏi nơi nguyện rùa này thế nhưng lại gặp phải phục kích cầu long vừa xé ra hư không thì một vệt sáng màu màu bắn tới và nửa thi thể của nó đã bị cắt lìa đó là một con hỗn độn cổ văn đang chĩa cái vòi ra chính cái vòi này đã cắt đứt đuôi rồng của nó chỉ hút một hơi mà đã cạn tinh huyết nửa người của nó thiên thần dù mạnh tới đâu thì cũng cần phải có thời gian để khôi phục không thể hồi phục ở ngay tức khắc được mà nơi này lại có nguyền rùa thì một khi suy yếu chắc chắn sẽ vô cùng đáng sợ không cầu long hết lớn nó đang lùi lại và trở vào trong ánh chớp kia, nguyên rùa ăn mòn, huyết nhục bong chóc thành từng miếng tựa như là những lớp vỏ sushi của cây già. Xương cốt trắng hiếu lộ ra, cầu long thê thảm hét lớn, nửa thân của nó đã bị hủy diệt, nửa còn lại đã trở thành xương trắng bóc. Đều là thiên thần, chưa ai từng thê thảm như vậy. Đau lòng lắm ma, lòng ta cũng đau như cắt đây này, dù gì cũng là thịt rồng, là cấp thiên thần mà lại bị hành hạ như vậy. Thạch hạo đứng nơi xa hét lớn, mặc cho mặt mày máu mê, tóc tai bù xù, cả người là những vết cháy đen nhưng vẫn la làng cả lên. Sau khi cầu long ngay thế thì giận tới run người, một tên tu sĩ thần hỏa cảnh nhỏ nhoi mà cũng dám để ý tới huyết nhục của nó, thật sự không thể nhịn được nữa. Chỉ là hiện tại không cách nào đi giải quyết được, thiên kiếp âm ầm, anh chớp chỉ là phụ, chủ yếu nhất là nguyền rùa quá đậm đặc khiến cho nguyền rùa trong cơ thể của bọn họ cũng bùng phát, tựa như là đang nhen một đống thuốc nổ vậy đây không phải là đống thịt mỡ vô dụng như tên mã nguyên kia mà là thịt của cầu long đó thạch hạo đau đớn nói mã nguyên nghe thế tức thì điên người trong lòng giận dữ không thôi lúc này quả thật bọn họ đã rơi vào cảnh sống không bằng chết nhọc con người không chết tử tế được đâu cầu long quát lên tên hậu bồi đáng ghét này khi độ thiên kiếp lại kéo bọn họ vào trong đạo hữu trốn thôi rời khỏi địa phương quỷ quái này đã chúng ta nếu cứ chết vì vậy thì quá oan ức Mã Nguyên khuyên nhủ, hắn đứng chung một chỗ với cầu long rồi thủ thế chuẩn bị phá vòng vây. Nhưng, cách đó không xa lại phát sinh một màn khiến lông tóc bọn họ dựng đứng, bước chân cũng vì thế mà ngưng lại. Long tước đang phá vòng vây, dùng cánh thiên thần cắt đứt trời cao hồng bỏ chạy, thế nhưng một chiếc vòi mũi lóe lên rồi đâm thủng thân thể của cái này. Trong nháy mắt khi long tước bị xuyên thủng thì cả người chợt khô quắt, tinh huyết đều bị hút cạn. Một lát sau, khi nó ép lui được con mũi cổ kia nhưng lại không chịu nổi được sự ăn mòn của nguyên rùa thì bị một tia sét đánh trúng, cả người trắng xám, nguyên rùa bao phủ hoàn toàn lấy nó. Giang giáp Dạn nứt bắt đầu từ mi tâm rồi lan xuống dưới, huyết nhục cả người đều biến thành nước mù và chỉ còn sót lại mỗi bộ xương, đồng thời thiên thần cốt cũng đang thối rửa. Một con chim thần màu xám trắng từ trong xương sọ kia lao vút ra ngoài, đó là nguyên thần của nó, lúc này cũng không còn ánh sáng lộng lẫy gì nữa mà thay vào đó là màu đen. Bụp. Tiếp đó, nguyên thần của nó bị phá vỡ. Một vị thiên thần đã chết. Trong đám thiên thần thì đạo quả của Long Tước đã bất ổn, Tu Vi lại yếu nhất nên cố gắng lắm mới đạt được tới cảnh giới này, hiện giờ là kẻ đầu tiên gặp nạn và tử vong. Trời ơi, một vị thiên thần đã ra đi hóa thành cho tàn trong nguyên rùa, tất cả chuyện này cũng do một thiếu niên gây nên. Nhưng, Hoang lại còn sống, hắn vẫn còn đang độ kiếp. Mọi người cắn chặt môi, khi thấy cảnh này thì ai nấy cũng sợ hãi, một vị thiên thần cao cao tại thượng, không cách nào ngang hàng lại chết. Đây cứ như là thần thoại vậy, nên biết, nguyên nhân của cái chết này là do một tu sĩ nhỏ bé gây nên. À a à, a, à, ta thấy khó chịu quá, thạch hạo la to đầy đau đớn, nói, ông trời ơi sao ông lại phung phí đạp đổ thịt long tước của ta vậy ta muốn ăn thịt chim thần cấp thiên thần thường thế của hắn rất nghiêm trọng nhiều nơi đã lộ xa xương trắng máu thịt bé bét gian nan chống lại anh chấp thế nhưng miệng vẫn không ngừng la hét tiểu nghiệt xúc đáng đời chết sẽ không có chỗ chôn đâu có thiên thần cầm lên ta khinh anh đây là bất tử đám rùa già các ông chết đi cho ta thạch hạo nhẫn nhịn đau đớn đáp trả đã tới nước này thì song phương đều cảm thấy vô cùng khó chịu, dù là Thạch Hạo cũng thấy có gì đó không đúng, đã có nguyền rùa đang từ từ xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Cũng may là hắn không phải là dân ở nơi này, trước giờ trong cơ thể cũng không hề có sức mạnh kỳ lạ như vậy ẩn núp cho nên cũng không hề bộc phát, sẽ không bị sự ăn mòn lần đầu này phát tác rồi cướp đi tính mạng. Giang giáp Ánh chớp vạn tia, tia chớp đỏ ngòm đan dệt hóa thành một chiếc lưới lớn đánh bay thạch hạo, sau khi cả cơ thể va ẩm xuống mặt đất thì vang lên những tiếng rầm rầm, những vết nứt trên xương của hắn càng dài hơn. Mà lúc này, mấy vị thiên thần cũng chẳng dễ chịu hơn chút nào. Không ổn, nếu như chết ở trong tay một tên tiểu bối thì chẳng còn mặt mũi gì nữa, dù thế nào cũng phải thoát khỏi nơi đây, cầu long gầm nhẹ bên cạnh nó xuất hiện một con tỳ hưu cùng với cổ viên màu vàng đây đều là những kẻ tài ba trong đám thiên thần tất cả đều bất chấp sung kích ra ngoài không ổn lẽ nào con mỗi cổ kia lại thức tỉnh và sinh ra chút thần trí nếu không tại sao lại tấn công tới đây cổ viên hết lớn tình huống vô cùng nguy cấp sức phòng ngự của nó không tính là kinh người những lớp vầy màu vàng kim nằm dày đặc trên người thế nhưng đã bị chiếc vòi của mỗi cổ đâm thủng máu tươi chảy khắp Khỉ đột, nếu như ngươi chạy trốn thì cũng nên để náo lại cho ta, ta không cho phép bất cứ ai mang lương thực của ta rời khỏi nơi này, thạch hạo hét lớn. Ta kháo, cổ viên tức giận, tính của nó rất nóng mà hiện giờ lại phải gánh lấy cơn giày vò này nên càng tức giận hơn, rất muốn dùng một cước dẫm chết thạch hạo. Không ổn, đạo huynh cứu ta, mã nguyên hét thảm. Thì ra, vừa nãy thừa dịp ba đại thiên thần phá vòng vây thì hắn lại đào tàu từ một bên khác, nhưng kết cục lại bị một con muỗi cổ chọc chúng, một nửa thân thể đều đã tan nát. Mà khi hắn trốn trở lại thì gặp phải ánh chớp oanh kích, vô biên nguyền rủa nhập thế. Trong nháy mắt, thì ban dày đặc rồi thân thể bắt đầu giải thể. Lão Mã, ta muốn quyết chiến với ông, thạch hạo lộ vẻ hiên ngang tiến tới. Quyết chiến cái quái gì, lão Mã hét lớn, hắn rất muốn lột ra giúp xương thạch hạo khi thạch hạo đập tới thì trung tâm của thiên kiếp cũng đi theo, chính xác, tốc độ hủy diệt của mã nguyên lại càng tăng nhanh. Không, mã nguyên hết thảm, trong mắt tràn ngập về tuyệt vọng cùng với hối hận, tại sao mình lại trêu phải tên sát tinh này, không đáng mà, tự dưng lại đẩy bản thân vào con đường chết. Mấy vị thiên thần ở nơi xa cũng chẳng hề có ai ra tay, hiện giờ ai cũng lo cho mình chưa xong thì thời gian đâu để ý tới hắn. Bục bộ... Hắn hóa thành bộ xương, nguyên thần vỡ vụn gần như biến mất lạ mã, để ta tiện ông một bạn nhé. Thạch hạo từ trên trời giáng xuống mang theo ánh chớp cùng với nguyền rùa, sau đó một cước đập mạnh tới. Bụp. Sừng sọ của mã nguyên vỡ vụn, nguyên thần nổ tung, cứ thế hình thần đều diệt. Lần lượt hai vị thiên thần ngã xuống nên mức ảnh hưởng cực kỳ to lớn là một sự kiện chấn động cả tiên cổ. Lòng tước, Mã Nguyên đều có tiếng tăm lừng lẫy, đều là thiên thần của bộ tộc thế nhưng hiện giờ lại chết bởi một thiếu niên, đầy cứ như là một cơn bão táp bao phủ bát hoang hơn nữa phòng ba lần này tựa như vừa trong ngòi thuốc nổ nhanh chóng lan nhanh về trước ầm tia chớp đỏ tươi tựa như máu đỏ chạy dài trên hư không xuống khiến cho thiên địa đều hóa đỏ đậm đáng sợ vô cùng những tia xét hạ xuống càng ngày càng đáng sợ hơn tựa như là máu của sinh linh vô thượng đang tuôn rơi vô cùng thế diễm bụp thạch hạo chật phun ra ngụm máu thường thế quá nặng cả người bị đánh văng ra xa còn bên trong thì xương cốt gãy nát máu thịt bê bé bét, mùi khét lan tỏa trốn, trốn khỏi nơi này. Đây là lời nói tận sâu trong lòng của đám thiên thần, bọn họ còn thê thảm hơn cả thạch hạo, những mẫu xương vụn lộ hết ra ngoài, huyết nhục cũng đều chóc hết toàn bộ, nguyên rùa đã ăn mòn sâu vào trong khung xương. Chỉ là, hai con hỗn độn cổ văn vẫn canh chừng ở nơi xa chứ không hề chịu rời đi, việc này khiến bọn họ ảo não không thôi phá vòng vây, ta không tin chúng có thể ngăn hết được chúng ta. Đế côn bất chất nói, tới hiện tại thì chỉ có cách liều chết sung phong, nếu không thì chẳng hề có con đường sống nào cả. Mặt khác, nếu như bọn họ có thể đào thoát thì có thể sống sót được không? Nguyên rùa trong cơ thể đã bùng phát, dù có thể trở lại trong tộc thì không lâu sau cũng sẽ suy kiệt rồi tọa hóa mà thôi. Nhưng, chỉ cần có một tia hy vọng thì cũng phải thử nghiệm, không thể ngồi chờ chết được. Hú, cổ viên hú lớn, nó cũng kỳ nén không nổi nữa, chuẩn bị dùng tính mạng để liều chết. Được, cùng nhau sống thôi, cầu Long cũng đồng ý, nó chỉ còn lại nửa thân thể nên vô cùng yếu ớt, nếu chỉ hoãn thêm chút nữa thì chắc chắn sẽ phải chết. Giết, hoàng kim cổ tượng là tên hành động đầu tiên, chiếc ngà voi trắng như tuyết của nó đã bị xét đánh vỡ nát, lấp da vàng su xì bê bé bết máu thịt thối rửa không còn ra hình thù gì nữa. Dòng hoàng kim cổ tượng chỉ vừa mới hành động thì đã khơi dậy vô số lôi đình. Bởi vì thạch hạo đứng cách đó không xa, tuy rằng thương thế rất nghiêm trọng, thân thể gần như sắp vỡ nát thế nhưng vẫn liều mạng vọt tới, đồng nghĩa với việc dẫn theo ánh chớp, mang theo nguyên rùa tới đấy. Hắn cũng không hề có ý nghĩ sẽ tha cho những kẻ này nên lập tức ra tay chặn đường giúp lui của con voi vàng. Tia chớp đỏ ngầu cuộn trào tựa như là trời khóc rơi huyết lệ, những tia này đánh thẳng lên trên người của đám thiên thần khiến sự thối rửa càng tăng nhanh hoàng kim cổ tượng hét thảo ngay đương trường. Bản thân Thạch Hạo cũng khẽ rên một tiếng, tới lúc này hắn cũng khó mà mua mép khô môi nữa, bởi vì hắn đang chịu phải áp lực cực kỳ to lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Với lại, hắn làm bậy như vậy thì càng thêm nguy hiểm hơn. Bụt sau lưng của hoàng kim cổ tượng chúng phải tập kích lập tức huyết nhục lở loét, chân sau to lớn thối rửa rồi nát bấy khỏi cơ thể. Đi. Lúc này, những người khác cũng xuất thủ về những nơi khác. Cổ viên kêu gào thảm thiết, những lớp vảy vàng trên người đều nổ tung, chiếc vòi của một con hỗn độn cổ văn đâm xuyên qua cơ thể rồi hút lấy tinh huyết của nó, thế nhưng nó vẫn ra sức lẩn trốn. Hơn nữa, trong lúc này huyết nhục đang lở rét trên người nó cũng đang đẩy nhanh tốc độ hơn, khi lao ra được trăm dặm thì gần như đã biến thành một con vượn bằng xương. Nhưng, nó đã thành công, đã thoát khỏi thiên kiếp và cổ văn cổ viên liều mạng chạy trốn, sau đó nó quay đầu liếc mắt nhìn lui, khi nhìn thấy thạch hạo đang ở trong rừng tia chớp kia thì ánh mắt lộ ra ánh lạnh lẽo. Khỉ lớn, người cho rằng như thế là mình đã sống sốt à, thạch hạo đứng trong thiên kiếp khiêu khích, lớn tiếng quát. Đồng thời, hắn giận theo thiên lôi và nguyền rủa nhanh chóng truy tới. Cổ viên tức giận, đường đường là thiên thần thế nhưng hiện giờ chỉ có biết chạy trốn, lại bị một tên tiểu tu sĩ truy kích một cách thê thảm như vậy, thật rất muốn gào thét chửi bới trời cao mà răng rắc. Âm thanh xương nứt chuyển tới, cổ viên hoảng sợ, xương sọ của nó đã mục nát bởi nguyên rùa nên giờ gần như chỉ còn lại mỗi nguyên thần. Hỏng rồi. Nó kêu to một tiếng, sau đó chẳng dám dừng lại chút nào mà nhanh chóng rời đi. Như vậy thì làm sao có thể sống nổi, lần này quá gian nan, thân thể bị hủy toàn bộ mà chỉ còn sót lại mỗi nguyên thần, vậy làm sao chống lại nguyên rùa. Cổ viên cũng không hề quay đầu lại mà cắm đầu chạy về nơi trú chân của mình, nó phải về tộc và bế quan tu dưỡng. Phía sau, cầu long cũng kêu thảm thiết, việc phá vòng vây đã thất bại, bởi vì nó chỉ còn lại nửa thân thể, vốn là kẻ yếu nhất nên bị một con hỗn độn cổ văn xuyên thủng thiên linh cái, tử vong ngay tại chỗ. Tiểu bối, người hả hê lắm chứ gì, chờ ta trốn khỏi thì sẽ giết chết ngươi, đế côn tức giận nói, thân thể của hắn cũng đã bị phế bỏ chỉ còn lại mỗi nguyên thần cùng với khung xương lưu vong. Thế nhưng, hắn cũng đã chạy thoát. Hoàng kim cổ tượng cầm lớn, nó dùng hết khả năng hòng thoát khỏi lôi kiếp, lao ra khỏi biến nguyền rùa, thế nhưng vẫn thất bại, cả người đều rách toác. Bụp. Nó bị thương quá nghiêm trọng, cuối cùng xương cốt đều dạn nứt rồi vỡ tan. Nguyên thần màu vàng của nó đang từ từ chuyển sang xám đen, đó là sự thể hiện khi nguyên rùa phát triển tới giai đoạn cuối, nó với lòng không cam cùng đi phẫn nổ tung trong hư không. Hoàng kim cổ tượng cũng chết. Tới lúc này, Long Tước, Mã Nguyên, Cầu Long, Hoàng Kim Cổ Tượng, bốn đại thiên thần đều bỏ mạng. Cầm, xa xa, một con Tỳ hưu màu bạc cầm lớn, nó phải trả cái giá cực lớn, lớp phải lân dụng sạch, huyết dịch mất hết, lại bị hỗn độn cổ văn cắt lìa nửa thân thể thì mới có thể trốn thoát. Còn bảy đại thiên thần, chỉ còn lại đế côn, cổ viên, Tỳ hưu sống sót và rút khỏi nơi này. Sau đó không lâu, hỗn độn cổ mỗi cùng rời đi. Giết! không ai nghĩ tới, Thạch Hạo lại bắt đầu truy sát thiên thần. Hắn sử dụng phá giới phù, dựa theo những gì mà mình tìm hiểu được để vượt qua hư không, xuyên thấu giới bích, truy sát phía sau. Đây cứ như là đang đòi mạng, hư không rách nát chẳng ra hình thù gì vì bị anh chớp oanh kích, từ trước tới giờ chưa hề nghe qua có người đang độ kiếp mà còn muốn vượt qua hư không. Người khác toàn lực ứng phó còn chưa nổi huống chi còn làm việc này. Thạch Hạo cũng gặp phải nguy hiểm xương cốt xuất hiện rất nhiều vết nứt không ít khúc đã gãy lìa thế nhưng vẫn cắn răng truy theo hắn không muốn lưu lại chút phiền phức nào muốn dựa vào cách nào để giải quyết hậu hoạn Tỳ hưu là tên đào tàu sau cùng cho nên hắn nhắm ngay cái này đây là một vùng đất cổ xưa đầy loạn Thạch Tuy là nơi cư trú của Tỳ hưu tộc Thế nhưng nhân số cũng không phải rất nhiều chủng tộc cũng rất ít ỏi nghiêm chỉnh mà nói, đám này không phải là dân bản địa mà là thiên tài của Tỷ Hưu tộc lúc xưa khi tiến vào nơi này rồi dừng lại, sau đó thì xuất hiện hậu duệ như bây giờ. Nằm ngoài dữ liệu của Thạch Hạo đó là vừa tới nơi và cũng chưa kịp giao đấu với Tỷ Hưu cổ xưa này thì khung xương của nó đã nổ tung, nguyên thần suy kiệt. Tiểu Bối, việc này không hề liên quan tới tộc nhân của ta, Tỷ Hưu quát lên, Thạch Hạo gần như bị đánh nát trong lôi kiếp này, cân đứt xương gãy thế nhưng hắn vẫn một mực kiên trì, đây không phải là vết thương đại đạo nên hắn cố gắng khống chế tinh lực hòng khôi phục lại. Thạch Hạo không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm con tỳ hưu phía trước mặt. Bụp. Nguyên thần của nó vỡ nát, bị nguyền rùa ăn mòn, tóm lại là không cách nào ngăn chặn được nên dập tắt ngay. Thạch Hạo xoay người, hắn cũng không có đi vào nơi sâu của Thạch Lâm, cũng chưa hề chút toàn bộ cơn tức giận lên bộ tộc này. Ừ hư không nổ tung, hắn độ kiếp trong bóng tối, tắm rửa tia chớp trong thông đạo, cảnh tượng như vậy thật sự là trước giờ chưa hề có, đây là người đầu tiên vừa xuyên hư không vừa độ kiếp. Thạch hạo gầm nhẹ, trên người dạn nứt thế nhưng hai luồng tiên khí không ngừng quấn chặt nên cũng cải thiện được đôi chút, tu bổ lại thường thế. Đây không phải đạo thương nên không cách nào tổn hại tới căn cơ của hắn được, có thể khống chế được. Điền thái Thận, hoang đang đuổi giết thiên thần, ép chết tỷ hưu, chuyện này còn có thiên lý nữa không trời, một tiểu tu sĩ lại có thể làm nên mức này, đúng là nghịch thiên mà. Có người đuổi theo phía sau, hơn nữa nhân số cũng không hề ít, khi phát hiện tì hưu chết đi thì ai nấy cũng á khẩu, chỉ có một vài người cá biệt mới mở miệng kêu lên đầy sợ hãi. Viên Sơn, bao la to lớn, từng tòa nối từng tòa, đây là nơi sinh sống của dân bản địa viên tộc. Nhưng, sau khi cổ viên trở lại thì cũng không tới tộc mình mà ngồi xếp bằng ở bên ngoài bởi vì nguyền rủa trên người của nó quá nghiêm trọng thứ này không ngừng tràn ra ngoài nên có thể sẽ hủy diệt luôn bộ tộc của của mình. Nó tuy rằng độc ác, ngồng nghênh, ra tay tàn nhẫn khi đối địch, thế nhưng lại rất quan tâm tới bộ tộc của mình. Ẩm! Ừ. Cứ không nổ tung, thạch hạo mang theo lôi kiếp cùng nguyền rùa xuất hiện, ánh sáng vạn trượng, khí hủy diệt lan tràn, tia chấp đỏ ngòm vần quanh tựa như là một vị ma thần vậy. Khỉ dữ, người không phải rất muốn giết ta sao, tới đây, thạch hạo hét lớn cổ viên chợt mở mắt bên trên bộ xương này chỉ còn lại mỗi ngũ quan nó rít lên một tiếng rồi hóa thành một vệt kim quang vọt tới trong tay lại xuất hiện một thanh chiến mâu đâm thẳng về thạch hạo ầm ừ. bên trong ánh chớp nguyên rủa sôi trào cổ viên lảo đảo pháp tắc của nó xiên vẹo đầy suy yếu giết cổ viên ném bay chiến mâu trong tay mình thứ này xuyên thủng hư không và mang theo phát tắc phóng thẳng vào trong màn sấm xét kia keng keng, tia lửa từ chiến mâu văng ra khắp nơi thế nhưng cũng chưa hề bị hủy diệt. Thạch hạo thở dài rồi nhanh chóng né tránh, tiếp đó vận dụng thần phù bảo vệ, vù, cả cơ thể hắn được bao bọc lại dù là thiên kiếp cũng bị đẩy ra ngoài. Chiến mâu đã bị cản lại, pháp tắc không cách nào bắn trúng hắn. Nhưng, cũng chính vào lúc này, thiên kiếp lại càng thêm mãnh liệt hơn. Sắc mặt của Thạch Hạo tái nhật, sau khi thu lại thần phù bảo vệ thì lập tức bỏ trốn, khu vực đó đều bị hủy diệt, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Hắn bị chấn cho bay ngược ra sau, thần uy kia không cách nào tưởng tượng ra được. Chuyện này, dù là cổ viên cũng thất kinh, nó bị phản chấn bay vút ra sau, lôi kiếp này quá kinh khủng, bởi vì có sự can thiệp của pháp tắc thiên thần nên chỉ trong nháy mắt lôi kiếp đã tăng vọt sao lại như thế? cổ viên hết lớn, sau khi lôi kiếp càng dữ dội hơn thì có một phần trong đó công kích về hướng của nó, nguyên rùa thì lại càng biến thái hơn nữa. bụp, không thể trách được, xương chán của cổ viên nát bét, mà nguyên thần thì bị ăn mòn, sau cùng tan tành thành mây khói. xa xa, trên mặt của thạch hạo chẳng còn chút màu máu nào, vừa nãy quá nguy hiểm, ánh chớp kia hơn nửa có thể chém chết thiên thần ngay lập tức. xem ra ở kỳ nguyên không thiên kiếp này thì mọi người đều hiểu biết quá ít về thứ này nếu có người can thiệp thì sẽ rước lấy thiên kiếp ứng với cảnh giới của người đó, sẽ rước lấy lửa thiêu thân, sẽ càng khủng khiếp hơn. Thạch Hạo vui mừng vì mình đã né qua được một kiếp. Hắn cũng không dừng lại mà mang theo ánh chớp lần nữa vượt qua hư không, truy sát theo đế côn. Đây là một vùng đất cổ xưa, kiến trúc bằng đồng san sát, từng tòa nối từng tòa vô cùng hùng vĩ, rõ ràng đều được đúc từ đồng thau. Đế côn bóng mở mắt, hắn ngồi xếp bằng nơi trung tâm trong một cung điện cổ bằng đồng và ra sức chống lại nguyền rùa dệt. Hắn bay vút lên trời, nhìn về Thạch Hạo rồi nói, độ kiếp, mà cũng dám đuổi theo. Nói tục nhân của ông đi đi, lời nói của Thạch Hạo khàn khàn do chịu phải đau đớn, lúc này hắn đã đứt gân gãy xương, trọng thương trong ánh chớp dù cố gắng được như vậy thì cũng rất là gian nan. Nguyên rùa của ta khó có thể trị tận gốc được, mà đây cũng là lần cuối cùng tiên cổ mở ra rồi, bọn họ sống tiếp thì có ý nghĩa gì chứ, đế cô lẩm bẩm. Ông, Thạch Hạo kinh hãi, tên thiên thần này điên rồi, muốn tộc nhân chôn cùng mình sao? Ta vốn là truyền nhân mạnh nhất tiên điện thế nhưng lại bị giáo tổ ra lệnh phải xây dựng căn cơ ở nơi này, từ từ bố trí mưu đồ. Kết quả lại lâm nguy cùng chỗ này mà vẫn chẳng hề đạt được cơ duyên lớn nào, đế côn tự diễu, thần sắc của rũ mang theo thù hận và tức giận không thôi. Trong lòng Thạch Hạo khẽ loạn, không phải hắn muốn lưu lại mà là năm đó phải tiếp nhận mệnh lệnh, tiên điện mưu đồ cũng không hề nhỏ, chỉ là hiệu quả không được tốt cho lắm đế côn đã bị nguyền rùa ăn mòn một năm cũng không hề rời khỏi chỗ ở được mấy lần nên cũng chỉ có thể quanh quẩn ở một khu không cách nào triển khai được kế hoạch lớn tiền điện dạ tâm cũng mạnh về đó chớ thạch hạo nói đến đây đi đế côn buồn bã nói kèm theo là nụ cười tàn nhẫn xông về trước hắn biết mình sống không nổi nữa bởi vì khi hắn thử nghiệm hóa giải đi nguyền rùa thì đã không còn chút hiệu lực nào nữa hắn muốn kéo thạch hạo chết cùng Hắn không phòng ngự nữa mà thay vào đó cứ để mặc cho nguyên rùa lan tràn, còn bản thân thì thoải mái điều khiển pháp tắc thiên thần của mình. Sao lại thế? Trên mặt hắn ngập tràn về sợ hãi cùng hối hận không thôi, bởi vì ánh chấp kia cũng đang phóng về phía hắn, nguyên rùa đậm đặc cấp mấy chục lần. Bục! Chỉ trong nháy mắt, xương cốt của hắn đều nát bét đồng thời nguyên thần hóa thành cho tàn, cứ thế hình thần đều diệt. Thạch Hạo sớm đã trốn ra xa thế, nhưng vẫn kêu thào một tiếng, bởi vì hắn gặp phải xung kích quá lớn khiến thân thể càng thêm rách nát hơn, suýt nữa thì hình thần cũng diệt theo đế côn. Ầm. Um. Rút cuộc, cũng chính vào lúc này thì hắn lại sắp sửa đột phá, gần như tiến cấp vào lĩnh vực chân thần, khí tức mạnh mẽ ngập tràn, tinh lực cương mạnh nhanh chóng tầm bổ thân thể. Vù. Cả người hắn phát sáng, chỉ trong chớp mắt thì thân thể đã phóng thích ra vô tận tiềm năng, huyết nhục lấp lánh dạng người trong tiếng vang ầm ầm là xương cốt bị vỡ nát trước kia bắt đầu gắn kết lại, thân thể được chữa trị và tiến nhanh tới bộ dáng mạnh mẽ nhất. Sắp đột phá, đây là kết quả khi tiềm năng giải khai toàn bộ. Tới rồi sao, sẽ tu ra luồng tiên khí thứ ba chứ, thạch hạo căng thẳng, bởi vì khoảnh khắc mà hắn dừng ở thần hòa cảnh này chỉ còn dư lại giây phút này mà thôi. Mà hiện tại, thiên kiếp lại càng thêm mãnh liệt, thì thoảng có thể thấy được những tia chớp như hóa thành cổ mộc, sinh linh, càng lúc càng đáng sợ hơn ta phải càng mạnh mẽ hơn nữa, thạch hạo hét lớn, dõi mắt nhìn biển xét vô tận, hắn rất muốn tu ra luồng tiên khí thứ ba. Ẩm! Um. Lôi đình đánh xuống, trời long đất lở, quỷ khóc thần gào, trong trời đất tựa như tuôn rơi mưa máu, ánh đỏ trói mắt, tia chớp vô tận bùng phát, tiếng trói tai quanh quẩn. Nơi đây trở nên mịt mù không thể nhìn ra được thứ gì ngoài thiên kiếp cả. Thạch Hạo gầm nhẹ, hiện giờ hắn đã vươn tầm tới đỉnh cao nhất mà bản thân có thể đạt được, thần hỏa đại viên mãn, thăng hoa tới cực điểm, gần như bước chân vào lĩnh vực chân thần. Hắn cảm thấy bản thân chưa bao giờ lại cảm thấy mạnh mẽ như bây giờ, vượt xa dị vãng, cả người tràn ngập hào quang đốt cháy bóng tối, dọi sang vịnh hằng. Kèm! tia chợt to lớn kia đánh thẳng lên người hắn, từng tia lửa văng tung tóe khắp nơi tựa như là đánh lên sắt thép vậy, âm thanh chói tai ngân vang. Chuyện này khó mà tưởng tượng ra được, những người nơi xa khi nhìn thấy thì chỉ biết trận tròn mắt mà thôi. Hắn vẫn là người à, anh chấp đánh tới, nếu là những sinh linh khác thì chắc chắn sẽ khó chặn được thiên uy và hóa thành cho tàn, dù không chết thì cũng phải trọng thương, thế nhưng hắn lại nghịch thiên như thế. Tất cả mọi người chỉ biết cứng họng, cảm thấy sợ hãi không thôi, thân thể của Hoang không ngờ lại mạnh mẽ tới vậy. Thạch Hạo đang chuẩn bị đột phá, tiềm năng được phóng thích toàn bộ, sau khi khôi phục lại đỉnh cao, thăng hoa tới cực điểm thì lúc chống đỡ lôi kiếp lại hiện ra thủ đoạn kinh người như vậy, đỡ trực diện thế nhưng chẳng hề nổ tung. Nhưng Thạch Hạo cũng không dám làm liều, bởi vì hắn biết những tia chớp càng về sau thì càng đáng sợ hơn, nếu bất cẩn đôi chút thì sẽ chết ngay, lần thiên kiếp này quá mạnh liệt. Luồng tiên khí thứ ba, vẫn chưa hiện ra sao, hắn lo lắng, tới lúc này rồi mà vẫn không hề lột xác, chưa từng bước ra bước trong truyền thuyết kia. Ngày đồn ở thời tiên cổ từng có mấy người độ kiếp, sau khi vượt qua được kiếp nạn đáng sợ nhất thì sẽ lột xác và tu ra một luồng tiên khí, làm cho bản thân bước lên đỉnh cao nhất. Hắn đã rất khó để áp chế lại bản thân và gần như đột phá thành công, thế nhưng luồng tiên khí thứ ba vẫn chẳng hề thấy tăm hơi đâu cả. Việc này khiến hắn ảo não thất vọng vô cùng. Không có a, à, Thạch Hạo ngước nhìn trời cao. Bên trên, biển sấm dày đặc cuộn trào mãnh liệt tựa như đại dương đang trút xuống. Không ổn, Thạch Hạo biến sắc, chuyện mà hắn lo lắng nhất lại xảy ra, trong biển sấm kia lại có sinh linh phục sinh và chúng đang nổi giận giết hướng về Thạch Hạo. Một con thao thiết cao lớn như núi từ trong màn sấm bước ra. Nó là do ánh chớp to lớn ngưng tụ và thanh ngén mà thành, nó tựa như là một thần thai và lúc này lại sở hữu thêm linh hồn nên không cách nào chống đỡ được. Thạch Hạo hét lớn đồng thời bùng phát toàn bộ sức lực để chống lại con thao thiết này, nhất quyết phải giết chết nó ngay trong hư không. Ầm. Ừ. Lồi Lôi điện trào dân xuyên thủng cả hư không, khu vực này bị chia năm xẻ bảy. Đồng thời, thao thiết há miệng nuốt chửng vạn vật, luyện hóa tất cả. Bụp. Cả người Thạch Hạo đầm đìa máu tươi không cách nào chịu đựng nổi dạng lôi kiếp như vậy, hắn đã dính phải một đòn cực kỳ đáng sợ. Giết thế nhưng ánh mắt của hắn càng thêm sắc bén hơn, chỉ hơi lảo đảo một thì lần nữa đứng thẳng người lại. Đều đã không có luồng tiên khí thứ ba thì cũng không cần gượng gạo mà làm gì. Thạch hạo nói nhỏ, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn chằm chằm con thao thiết bên trên kia, hắn bắt đầu xuất thủ một cách điên cuồng. Đồng thời, hắn cũng bắt đầu phóng thích luồng tinh khí thần cuối cùng để sung kích chân thần cảnh. Tiếng gầm vang dữ dội lần át hết thảy những tiếng nổ to trong lôi kiếp, còn thao thiết kia cũng đã phát điên và quyết chiến với hắn. Bục, Thạch Hạo cũng chẳng giữ lại bất cứ thứ gì cả, vẻ hung mãnh còn hơn cả hung thú lan tỏa, tốc độ đạt tới mức không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn tựa như là tia chớp bay múa rồi tiếp đó một quyền xuyên thủng mi tâm của Thao Thiết. Bởi vì, lúc này chính là lúc hắn mạnh mẽ nhất, chỉ nửa bước nữa là tiến vào chân thần cảnh, sinh mệnh đang thăng hoa, tự vượt qua bản thân và tiến hành cuộc lột xác. Vì vậy, sự mạnh mẽ này trước giờ hắn chưa hề đạt được. Cũng vào đúng lúc này thì hắn lại trợn tròn mắt, bởi vì có một tia tiên khí mờ ảo đang từ từ ngưng tụ và gần như đang hiện ra bên ngoài cơ thể của hắn. Nhưng, thiên lôi lúc này lại chợt bạo động, biển sầm vô tận ập xuống và nhấn chìm thạch hạo ở trong. Hỏng rồi, thạch hạo hái hùng khiếp vía, cảm giác này chẳng ổn chút nào, tựa như thế gian đã bước tới giai đoạn tận thế làm cho lông tóc hắn đều dựng thẳng, da gà nổi khắp người. Trái tim của hắn như muốn ngừng đập, đây là bản năng trực giác đang báo cho hắn biết rằng cái vạ đang tới và khả năng sẽ phải mất mạng. Ồm. Um. Quả nhiên, một luồng sấm sét mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng chợt hình thành trong mờ ảo. Thạch Hạo nhìn thấy được có rất nhiều sinh vật đang gào thét, đồng thời tất cả đều vô thẳng tới hắn. Toàn bộ biển sấm với trọng lượng tới hàng tỷ cân đồng loạt nện lên trên người của hắn. Thạch Hạo ho ra đầy máu, xương cốt gãy khắp nơi trên cơ thể. Trong tiếng gầm gừ là vô số mạnh thú, chim thần đang giết thẳng về hắn. Ồm. Um. Đáng sợ nhất chính là một tấm thiên bia vàng óng hiện lên rồi từ trên trời cao nện thẳng xuống rồi chấn áp hắn bên dưới, chỉ trong nháy mắt những tiếng lốc bốc vang khắp trong cơ thể, xương cốt toàn thân như muốn vỡ vụn. Đây là gì? Thạch hạo giật mình. Ở thời đại không có thiên kiếp này, nếu như khơi dậy lôi kiếp thì sẽ vô cùng kinh người, đâu đâu cũng hiện lên vẻ yêu tà, khủng khiếp vô biên. Thậm chí ngay cả một tấm thiên bia vàng óng cũng xuất hiện, bên trên xuất hiện phù văn dày đặc, còn bên cạnh thì có vô số sinh vật đang gào thét tới mức điếc tai. Mà những thứ này đều do lôi điện biến thành. biển sấm thanh én ra thiên bia, sao lại hình thành được, và định dùng thứ này để trấn áp. Thạch hạo không hề tin chuyện quỷ ma nên nâng quyền oanh kích lên trên thiên bia. Ánh chấp chợt văng vọt, khi hai bên va chạm thì toàn bộ trở nên mù mịt, không thể nhìn thấy bất luận là thứ gì. Một lát sau, thạch hạo bị đánh bay sang ngang, máu tươi rơi vãi, hắn bị vô số ánh chấp đánh tới mức trọng thương. Thiên bia này không hề đơn giản ở xung quanh có vô số sinh linh mờ ảo đang quỳ lại ẩn chứa sức mạnh vô cùng đáng sợ lôi điện bùng phát ra thì càng không có thứ gì sánh kịp chỉ dựa vào những thứ này để ngăn trở ta hà thạch hạo hết lớn toàn bộ mái tóc gần như đã bị nhuộm đỏ bởi máu bắt đầu dựng ngược lên tiếp đó hắn nâng quyền lên cao tấm bia kinh khủng kia từ từ ép xuống và chấn áp hắn ở bên dưới hư không sụp đổ mục đích là muốn tiêu diệt cho bằng được lên cho ta Thạch hạo gào thét, hắn không cách nào tránh được thiên bia này bởi vì trước sau đều dính sát trên đỉnh đầu của hắn, hiện giờ lại còn muốn diệt hắn nữa. Bong bong. Hắn vùng nắm đấm vào thiên bia, những tiếng nổ lớn vang vọng đồng thời cũng có một vài vết sách bé xíu hiện lên. Mà cũng trong lúc đó, thạch hạo gần như đã trở thành chân thần, còn tia tiến khí kia lại càng rõ hơn một chút và có xu hướng xuất hiện trong thế gian. Giang giác trong chớp mắt thiên bia vàng ống bị đánh nát một góc nhỏ thì vô số sinh linh quỷ lại nơi đó chật run rẩy kêu lên đầy sợ hãi. Đây tuy là do lôi điện biến thành thế nhưng cảnh tượng lại chân thật vô cùng. Kèm! Một luồng ánh đao sáng như tuyết được vung lên, thứ này phá tan bầu trời, chớp mắt chấn tan biển sấm, vạn vật trong thiên địa lần nữa hiện ra. Trời ơi, đó là gì? nơi xa, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt đồng thời lộ vẻ khó tin và sợ hãi. Thiên bia vàng ống kia lại bị lật ngửa từ bên trong phóng ra một ánh đao trắng xóa như muốn đâm mù mắt người nhìn nơi đó thì lại thần thánh khôn cùng đó là một thanh chát đao thứ được gọi là thiên bia thì ra cũng chỉ là vỏ bọc ở bên ngoài mà thôi hiện giờ toàn thân của thứ này được phủ văn soi sáng và phát ra ánh sáng chói loà nhất hình thành nên một thanh chát đao thần bí Bộ nó đáng sợ cực kỳ, sở hữu uy năng khó lường, vào tích tắc khi Thạch Hạo chưa kịp phản ứng lại thì nó đã cuốn lấy hắn, một vệt ánh sáng màu máu bắn lên cao, Thạch Hạo đã bị nó cắt thành hai nửa. Thạch Hạo hét thảm đầy đau đớn, hắn cảm thấy mình bị chia lìa, không chỉ thân thể mà như nguyên thần cũng bị cắt ra như thế. Gặp phải vết chém đại đạo chát đau, diệt độ muôn dân. Thì thoảng hắn như nghe được một âm thanh hùng vĩ như thế, tất cả những thứ này đều do quy tắc biến thành, kể cả chát đau hay là pháp âm kia hết thảy tựa như rất đáng sợ, thiên địa này đã được mô phỏng như thế nào, sự kia lại có một thanh chát đao như vậy, nó tuân theo ý chí nào. Một đao hạ xuống, thân thể của thạch hạo rất lìa, pháp tắc tràn ngập, hắn cảm thấy bản thân vỡ nát, dù là nguyên thần cũng muốn dập tắt. Sự đau nhức khiến người khác không cách nào chịu đựng nổi. Đáng sợ nhất chính là, luồng tiên khí bên ngoài cơ thể của hắn lại bị một đau này phá đám, trong lần gặp phải vết chém đại đạo chát đao này thì không chỉ có người chết mà còn cả pháp và đạo vù vù. Hai bên đại đạo chát đao là vô tận sinh linh đang quỳ dạp, khóc lóc, run rẩy, kêu gào, cùng bái tựa như là đang hiến tế, mà thạch hạo lại là tế phẩm. Không xong. Thạch hạo không cam lòng, khóe miệng chảy máu rong ròng, hắn ngửa đầu gào thét, tại sao lại như thế, hắn khổ cực tu ra luồng tiên khí thứ ba ấy vậy lại bị cắt lìa. Pháp tắc đan sen, anh chấp tập kích đánh cho hai nửa thân thể bị cắt lìa thành trăm ngàn lỗ thủng và mục đích cuối cùng là muốn hủy diệt đi tất cả gặp phải vết chém đại đạo chát đau này dù là ở tiên cổ thì cũng là kiếp nạn đáng sợ nhất đều là chuẩn bị cho hàng ngũ những người mạnh mẽ nhất khi tu ra luồng tiên khí thứ ba chồng đỡ không nổi thì cũng đừng nên nghĩ nhiều nữa cứ thế sẽ hóa thành cho tàn nếu vượt qua được thì khả năng sẽ bước thêm được một bước nữa thiên kiếp nghiêm khắc mạnh mẽ nhất trong lịch sử lại tái hiện trong cơn đau nhức thì thạch hạo chợt nghĩ tới mấy lời của bạch quy lúc này chợt hiểu đây là quá trình mài rũa và thử thách đáng sợ nhất giáp danh giữa sinh và tử ầm um. hắn thiêu đốt bản thân hai luồng tiên khí cùng hiện rồi gắng gượng gắn kết cơ thể của hắn lại trong ánh chớp âm ầm kia mỗi một miếng da thịt đều ẩn chưa sấm chớp tất cả đều đã chiêu lấy việc rèn luyện tuy rằng cháy khét thế nhưng nếu có thể gánh chịu được thì chắc chắn sẽ nâng lên một tầm cao mới thoạt thay hoàn cốt Thạch Hạo hét lớn, cơ thể hắn đang ghép lại cùng với nhau, hai luồng tiên khí vần quanh, cả người sôi trả tinh lực. Ta không thể chết được, ta còn phải lên cửu thiên để lấy lôi kiếp dịch nữa. Thạch Hạo gần nhẹ, đời nào sẽ bị cửa ải này ngăn cản chứ? Hắn muốn sung thẳng lên cửu trùng thiên để tắm rửa trong lôi kiếp dịch màu vàng kia, và nhớ đó sẽ lột xác. Đây là một cuộc chiến sinh tử, Thạch Hạo xuất quyền áo nghĩa luân hồi đều hiển hóa toàn bộ những mảnh vỡ thời gian bay lượn xung quanh chỉ trong nháy mắt thì thời không đã bị quấy nhiễu. Ồm ừ. đại đạo chát đao lần nữa hóa thành thiên bia rồi mờ đi trong hư không biến mất trong biển sấm. Thạch Hạo đã vượt qua được cửa ải này lập tức tinh lực cuồn cuộn thần lực bùng phát để chữa trị thương thế đồng thời quanh có thể sản sinh ra luồng tiên khí thứ ba giang giáp cùng lúc đó trong cơ thể hắn như vang lên một tiếng giòn tan một thứ nào đó đã bị phá nát trói buộc hắn đã lên cấp chân thần cảnh trở thành một vị chân thần thật thụ đột phá rồi luồng tiên khí thứ ba tinh khiết như ngọc xuất hiện và lượn lờ bên ngoài thân thể của thạch hạo đầy vẻ thần bí không cần nói tới đời này dù là ở hơn một kỷ nguyên trước thì đây cũng đã là cực hạn trong nhóm người mạnh mẽ nhất thì ba luồng tiên khí có ý nghĩa vô cùng lớn lao ở thần hòa cảnh đây là đỉnh cao nhất điều đạt thành tựu tối cao. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Ba luồng tiên khí này đối ứng với nhau, cộng hưởng cùng đạo, tương lai sẽ nhờ vào thứ này mà lột xác, căn cơ sẽ vững chắc vô cùng. Đầy tựa như phù hợp với một quỷ tích nào đó, là sự thể hiện của con đường mạnh nhất. Thạch Hạo đã hiểu, trước kia hắn nghĩ trong phương ngàn kế hồng tu ra luồng tiên khí thứ ba này, thế nhưng hiện tại chỉ trong nháy mắt trước kia đột phá lên chân nhất cảnh thì nó lại sinh ra thăng hoa cực điểm, một giây cuối cùng thì mới thành công. hắn suy tư. Dành giới lúc hắn trở thành chân thần thì huyết nhục rung động, xương cốt vang ầm ầm, một luồng sức mạnh kinh người từ sâu trong huyết nhục lan tràn ra ngoài để tầm bổ thân thể của hắn. Bởi vì khi hắn đột phá, thực hiện việc lột xác ở cấp bậc sinh mệnh, hoàn thành việc thăng hoa thì bảo tàng thân thể tự động mở ra và thỏa thích phóng thích tiềm năng. Trong nháy mắt, toàn bộ thương tích trước kia của Thạch Hạo đều khỏi hẳn, tình khí cuồn cuộn như lang yên phá tan biển sấm lao vút lên trời cao, cảnh tượng này vô cùng kinh người. Xương gãy liền lại, vết rách khỏi hẳn, mỗi một khúc xương đều trắng sáng như tuyết cùng với ánh sáng lộng lẫy đẹp đẽ. Cho tới huyết nhục thì lại càng lấp lánh tựa như là ngọc tùy vậy, lưu chuyển sức mạnh mạnh mẽ. Đây chính là chân thần, hiện tại hắn đang giặt chân trong lĩnh vực này, hô hấp tinh hoa bản nguyên trong thiên địa mặc cho lôi kiếp không ngừng chút xuống thì bản thân vẫn nhanh chóng chuyển hóa năng lượng để mình dùng. Thạch hạo đang dần mạnh mẽ, hơn nữa tình trạng này vẫn đang kéo dài chứ chưa hề chịu dừng lại, hắn từ chân thần sơ cấp không ngừng tăng cao, khí thế nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và ác liệt. Sự biến hóa này làm cho tất cả mọi người đang quan sát đều thất kinh, hắn chỉ vừa mới đột phá mà thực lực lại tăng vụt như vậy, thật sự khiến người khác chấn động. Rất nhanh, lôi kiếp cuồn cuộn, tia chớp đan dệt, trong con mắt của thạch hạo bắn ra trùng sang sắc bén hắn trở thành cao thủ chân thần trung kỳ thần uy lầm liệt lúc này quần áo cả người của thạch hạo đều thành cho bụi da dày sáng mịn như ngọc tóc dài bê bết máu đỏ khắp thân phát ra ánh sáng chói lòa pháp lực cường thịnh vừa mới đột phá mà đã trở thành cao thủ chân thần trung kỳ tất cả mọi người đều ngây dại quá mãnh liệt quá biến thái trên thực tế, thạch hạo sớm đã đạt tới thần hòa đại viên mãn rồi, chỉ là vì đề tu tiên khí nên vẫn cố gắng áp chế, tuyệt đối có thể xem là tích lũy lâu dài sử dụng một giây. hắn dừng chân ở điểm giới hạn kia đã rất lâu rồi. hiện giờ, khi đột phá thì sẽ vô cùng bá đạo, đẩy tu vi từ sơ kỳ lên tới trung kỳ, bệ nghệ thiên hạ. loại quật khởi như vậy, kinh người vô cùng. ầm! Cũng chính bởi vậy, vẻ yên lặng ôn hòa của Thiên Kiếp chỉ ngắn ngủi trong giây lát thì lập tức bùng phát, trời long đất lở, cả vùng tiểu thiên thế giới này đều bị xuyên thủng cả. Đó là một đám sinh linh đang xuất hiện trong biển sấm, cơ lớn phần phật, sát khí thiết huyết ngập trời, tất cả đồng loạt phóng về phía Thạch Hạo. Người hô ngựa hí, giáp trụ rách nát, vết máu loang lổ, họ tựa như là những lão binh bách chiến bất tử đang từ trong chiến trường đánh sợ nhất đánh tới thú cưỡi của bọn họ đều là những hung thú thái cổ, đều là những sinh linh đáng sợ nhất chứ đừng nói tới những cường giả như bọn họ. Phường xa, mọi người đều trợn tròn mắt, lôi kiếp gì thế này, làm sao lại hóa thành sinh linh, quá đáng sợ. Bọn họ chỉ biết nhìn và âm thầm sợ hãi, nếu như bản thân mình ở trong thì đây giống như là tàn sát, là một hồi tai nạn, quá kinh khủng. Tất cả mọi người đều cảm thấy, nếu là chân thần tiến vào thì chắc chắn phải chết đừng nói là chiến đấu với những cường giả kia mà chỉ cần thú cưỡi của bọn họ cũng đã có thể quét ngang chân thần rồi một con tì hưu gầm rú móng vuốt to lớn vô tới đá chạy cắt bay quỷ quái kêu rên thứ gọi là cắt đá kia lại to như là sao lớn tất cả đều do lôi điện cuộn tròn lại chỉ cần một tia bất kỳ nào đó lạc ra ngoài thì đủ chấn nát chân thần quá mạnh bạo còn tên kỵ sĩ đang ngồi trên lưng nó thì rút ra một thanh chiến mâu rồi đánh nát thiên địa hào quang rực rỡ chiếu sáng vĩnh hằng sắc bén tuyệt thế thật đáng sợ, một thú một người này đủ quét sạch ngàn quân vạn mã, hành hạ quần thần tới chết, sao lại mạnh mẽ như vậy chứ? Mọi người thì thào trong sợ hãi, địch thủ như vậy thì thật hiếm thấy trên thế gian mà hắn cũng chỉ đang ở chân nhất cảnh mà thôi. Kỳ nguyên tiên cổ đáng sợ thật, đây chính là thiên kiếp mà bọn họ cần trải qua à, tại sao lại mạnh mẽ như vậy chứ, đời này thì ai có thể vượt qua đây? Tâm của mọi người đều nguội lạnh, nếu là bọn họ đi độ kiếp thì chỉ cần vừa đối mặt đã hóa thành cho tàn rồi. Nên biết, một thú một người kia cũng chỉ là một thành viên trong vô số loạn quân mà thôi, tất cả đồng loạt của liên vây chặt lấy thạch hạo, trong nhất thời bảo thuật khuấy động, thần quang chói trời. Giết! Thạch hạo hét lớn, thần hóa thành côn bằng cõng lấy trời cao, bộ cánh giang rộng liều mạng chém giết mọi đối thủ. Mạnh mẽ như hắn, chỉ vừa mới bắt đầu mà máu đỏ đã dính đầy thân, bị thương rất nhiều chỗ, có trường mâu, chiến kích, thiên mâu đâm trúng lên người, tất cả đều mang theo máu hắn rời đi địch thủ đáng sợ như vậy thì dù là một ai cũng đủ ngạo thị người cùng cấp đời này. Thạch hạo rơi vào bờ vực sống còn, một đám cường giả biến thái như vậy đồng loạt xuất hiện và đánh giết hắn thì chính là tuyệt cảnh, chìm vào trong sát cục nguy hiểm nhất. Bục. Huyệt quang thoáng hiện, thạch hạo lào đảo rút lui, hắn hóa về lại hình người, trên cơ thể cắm đầy mũi tên rồi biến thành ánh chớp làm nổ tung cả người hắn. Vù. Hai cánh sau lưng vung mạnh chạm vào nhau, khi hỗn độn tràn ngập, hai khí âm dương lưu truyền, thạch hạo dùng tuyệt học côn bằng quét ngang, bên ngoài thân thể xuất hiện một vòng xoáy vàng óng. Bên trong vòng xoáy này lại ẩn chứa từng cái thần thai mờ ảo điên cuồng cướp đoạt sức mạnh của bên ngoài. Giết! Những người những thú kia hét gầm, càng ngày càng dũng mạnh hơn. Giết! Thạch hạo cũng quát lên, hắn cũng liều mạng, xem toàn bộ sinh linh trong lôi kiếp này là từ địch thật sự, hắn không màng sống chết, dùng hết mọi khả năng chiến đấu với bọn họ đây là lôi kiếp mạnh nhất, ở thời đại tiên cổ thì cũng chỉ đến thế này là cùng, chỉ có sinh linh xúc phạm thiên cơ quá mức thì mới gánh chịu như vậy. Thế nhưng, những người như vậy lại cực kỳ ít ỏi. Trong thời đại không có thiên kiếp mà Thạch Hạo lại cưỡng ép dẫn kiếp như vậy nên đã khiến trời cao tức giận, vì thế mới hạ xuống lôi kiếp mạnh mẽ nhất trong lịch sử, xuất hiện rất nhiều cường giả cung cấp để vây giết hắn. Thạch Hạo tóc tai bù xù, thân thể đầy vết thương, hắn biến đổi pháp môn côn bằng tới cực điểm, cả trời đâu đâu cũng là lông chim vàng hóa thành thiên kiếp đánh về địch thủ mười phương. Cánh côn bằng thì hóa ra hai khí âm dương quấn chặt lấy nhau, diễn biến ra thần đồ, chiếu ra hỗn độn. Kim tuyền ba vân công đã làm cho bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô số vòng xoáy, bên trong ẩn chứa từng thần linh hình người ngồi tụng kinh, trấn áp chư địch bát hoang trận chiến này, thạch hạo áp dụng những lý giải về pháp môn côn bằng tới cực điểm, khác nào tái hiện lại côn bằng trong tiên cổ này. Bụp. thạch hạo giơ tay đâm thùng mi tâm của một tên địch thủ. giang giáp, hắn đập cánh, hai tên cường địch lẫn tọa kỵ của chúng đều bị xé rách. tên địch thủ cuối cùng bị đánh bay đầu ra ngoài, còn hắn thì ngã quỵ xuống mặt đất, thành chiến mâu trên tay chống thẳng, cả người bị máu nhuộm đỏ, rất khó để nhúc nhích. ầm, ừ. thành chiến mâu đó nổ tung điểm sấm cũng nổ tung thạch hạo bị đánh bay sang ngang máu thịt bé bét xương cốt cãy vỡ cửa ai này quá khó cả người hắn đều bị thương nặng thế nhưng vẫn may là toàn mạng mặc cho trọng thương kể cho sấm chấp đánh lên trên người gần chết thế nhưng vẫn dáng kiên trì vượt qua nhưng đây chỉ là bắt đầu kiếp nạn ở phía sau sẽ càng đáng sợ hơn nữa hắn điều tức trong giây lát ba luồng tiên khí xoay tròn quanh thân rồi đoạt lấy bản nguyên thiên địa để trị liệu thương thế bổ sung cho bản thân thường thế của hắn đang chuyển biến tốt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thân thể từ từ khép lại, xương cốt nối liền, toàn thân lần nữa phát sáng, thậm chí hắn còn tranh cướp cả sức mạnh bên trong thiên kiếp nữa. Phương xa mọi người đều ngây dại, hành động này đáng sợ cỡ nào chứ, thế nhưng hắn lại làm được như vậy. Trên thực tế, dù là bản thân Thạch Hạo cũng vô cùng kinh ngạc, đối mặt với thiên kiếp cỡ này thì chỉ có tiên khí trẻ kín thân thể mới có thể vượt qua được, nếu không sẽ không có bất kỳ hy vọng nào tiền khí luyện lời thân thể nên có thể tăng mạnh tốc độ chữa thương, giúp hắn thông dòng đối mặt ở cửa ải tiếp theo. Thiên kiếp mạnh mẽ nhất này vốn là chuẩn bị cho người sở hữu hai luồng tiên khí, hắn chợt hiểu ra, chỉ có như vậy mới có hy vọng vượt ải. Ầm. Ừ. Thạch Hạo nhằm về trời cao, phá tan biển sấm, tựa như hắn đánh nát tầng một rồi tiến lên tầng cao hơn, đó là một vùng thiên địa hoàn toàn mới. Nơi đây, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, lầu các đỉnh đài đẹp như tiên cảnh từng luồng tiên khí trắng tinh khiết lượn lờ, xuất thế và yên tĩnh vô cùng. Những tiếng sấm âm ầm trước kia đều biến mất, thay vào đó là vẻ yên tĩnh tao nhã. Nhưng mà, lông tóc toàn thân thạch hạo trượt dựng đứng, ra đầu tê dại, phát giác vẻ kinh khủng nơi này, từng ngọn cây cọng cỏ ở đây đều do phủ văn lôi kiếp hóa thành. Ẩm. Um. Một tòa cổ điện bằng đồng hạ xuống rồi hóa thành một pháp bảo đáng sợ vô biên trấn áp hắn ở bên trong, mục đích là tiêu diệt hóa hắn thành máu mủ một hồi huyết chiến bùng phát, thạch hạo gian nan phá nát tòa cổ điện bằng đồng này, tiếp đó một tòa tháp chín tầng lại hạ xuống, xung quanh lượn lờ tiên khí nhàn nhạt rồi tiếp tục trấn áp hắn. Lần hành động này lại tốn khá nhiều thời gian, thạch hạo bắt đầu từ tầng 1 rồi giết thẳng tới tầng 9 thì mới thoát được vây, trong các tầng đều ẩn chứa vô số yêu ma quỷ quái. Vòng Chiếc chuồng lớn ngân vang rồi lan truyền lại gần. Thứ này vô cùng đáng sợ, Bên trên thành chuông có một ký tự vô phát sáng chiếu rọi trời cao, tiếng chuông vừa ngân thì phá tan những thứ ngăn cản. "Vô", lại là chiếc chuông kia, Thạch Hạo giật mình. Đáng tiếc, cũng chỉ thấy mỗi một chữ này, hắn không thể nhìn thấy những chữ cổ mơ hồ khác bên trên thành chuông. "Bong". Tiếng chuông nổ vang, rốt cuộc cũng bị hắn đẩy lùi. Nơi đây lại hiện ra rất nhiều bảo cụ. Mỗi cái đủ chấn chân thần thành bột mịn, thành xương máu, thế nhưng Thạch Hạo vẫn gắng gượng vượt qua, đánh tan toàn bộ cổ bào. Sau cùng, trên mặt đất toàn là mảnh vỡ, anh chớp tung toái đánh cho xương cốt của hắn gãy vỡ, thân thể phá nát gần như bỏ mạng. Lại qua thêm một cửa nữa. Thạch Hạo cắn răng, gian nan đứng đậy, tiếp đó dùng ba luồng tiên khí chữa thương, kéo ra vạn vật trong thiên địa để rút lấy tinh hoa bản nguyên. Hù hù. Khi hắn bay lên cao, lần nữa tiến lên thêm một tầng trời, đi vào một lĩnh vực hoàn toàn mới thì khắp nơi lại đen tối, tiếng khóc lóc đầy kinh khủng. Thì thoảng, hắn tựa như thấy từng tòa nhà giam đen tối đi kèm là dòng sông thời gian đang giam giữ nguyên thần của từng vị trí cường. Thạch hạo hít vào một hơi lạnh, đây chẳng lẽ là địa phương mà nguyên thần của hắn từng tiến vào. Chính xác, hành trình này càng đáng sợ hơn nữa, thạch hạo giết tới điên cuồng, gặp phải gian nguy quá nhiều, lần này là cuộc đại chiến của nguyên thần. Trong bóng tối, một thiếu niên vứt đi thân thể chỉ còn nguyên thần đang rong chơi ở trong mảnh vỡ thời gian, bị giam cầm trong một nhà giam màu đen và chiến đấu một những sinh vật kinh khủng. Nguyên thần của Thạch Hạo suýt chút nữa thì đã tịch diệt, vô cùng thê thảm, đại chiến với địch thủ khắp mười phương sau đó thì bị anh chớp bao vây rồi mới có thể giết ra ngoài, trở lại thân thể. Đây là một hành trình trong địa ngục, rất nhiều sinh linh đáng sợ xuất hiện và chiến đấu với nguyên thần của hắn là một hồi rèn luyện không cách nào tưởng tượng nổi anh chớp rèn thân thể và nguyên thần, thạch hạo một đường sông cửa ải, cửu tử nhất sinh, tiến quân lên chín tầng trời. Cứ như thế, hắn phá tan cửu trùng thiên, tiến vào chỗ cao thế nhưng vẫn không phải là nơi cao nhất. Giết! Thạch hạo sức cùng lực kiệt thế nhưng vẫn tiếp tục kiên trì, đánh tan trời cao tầng thứ 10 và rốt cuộc cũng đã tới được phần cuối. Cực hạn chín tầng, tầng thứ 10 là hoàn mỹ sao. Lôi vực tầng thứ 10, cường địch khắp nơi, núi lớn hùng vĩ, cổ mộc san sát, dược thảo thơm ngát. Lục hắn thu gom những cổ dược do lôi điện hóa thành thì nơi đây lại có thể tự động chữa thương, tẩm bổ cho thân thể, việc này khiến hắn ngạc nhiên không thôi. Thế nhưng, sinh linh nơi này cũng quá đáng sợ, có người luyện lờ tiên khí thậm chí còn nhìn thấy cả thiên phượng bất tử nữa. Cũng may là, cũng không phải toàn bộ sinh linh đều tấn công hắn, chỉ có những ánh mắt thơ ơi liếc nhìn, chỉ có những công kích bằng khí thế đầy hung dữ mà thôi. Đương nhiên, đáng sợ nhất chính là nơi này có một đài cao, bên trên có khắc ba chữ lớn, Tràng Tiên Đài. Tràng Tiên Đài. Chữ này làm người khác kinh ngạc. Thạch Hạo không biết ba chữ cổ này thế nhưng lại có thể cảm nhận và ngầm hiểu ra ý nghĩa. Duyệt. Có tiên quang bắn tới, tựa như có thể chạm cả tiên. Lại hiểu mạng, Tràng Tiên Đài cũng không cách nào hạ được hắn nên từ từ mơ hồ, đây không phải là cổ đài chuẩn bị cho hắn nên cũng chỉ gặp phải xung kích dư âm mà thôi. Dù vậy, Thạch Hạo cũng bị đánh nát mấy lần và cố gắng giữ được mạng nhỏ của mình. Kết thúc rồi ư? Ừ, cuối cùng, cơ thể hắn kiệt sức, chẳng còn chút lực nào. Rút cuộc, hắn cũng nhìn thấy được một cái ao vàng không quá nửa mét vuông, bên trong ao có một cây thần thụ màu vàng cổ xưa. Thạch Hạo cố gắng lết tới, tóm, hắn ngã nhào bên cạnh ao và dùng miệng uống từng hớp lôi tiếp dịch.